Thưa quý vị, hiện nay thì dịch viêm não Nhật Bản đang diễn biến hết sức phức tạp ở cả các ca bệnh trẻ em và người lớn. Các chuyên gia truyền nhiễm cho biết đây là một loại bệnh lây truyền qua vector và thủ phạm gây bệnh này chính là muỗi Culex. Những thông tin sau đây sẽ giúp cho quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về đặc điểm sinh trưởng và cách thức lây bệnh cho người của loài muỗi này. Hiện nay, người ta đã phát hiện được có 30 loài muỗi khác nhau thuộc năm họ Culex, Anopheles, Aedes, Mansonia và Amazirid là trung gian truyền bệnh viêm não Nhật Bản do virus. Trong đó có hai loại Culex, Chitaenniohinchus và Culex visnui là muỗi có khả năng truyền bệnh cao. Viêm não Nhật Bản B là một cái bệnh nó lây truyền qua trung gian là muỗi nó đốt. Thông thường thì cái mầm bệnh nó tồn tại ở các cái loài chim ăn quả, ví dụ như con chim tố hú chẳng hạn. Thế thì nó là những vật chủ nó mang virus, và khi đến cái mùa quả chín nó bay trở về nó ăn quả thì muỗi nó đốt những con chim như thế, có thể nó đốt trực tiếp người hoặc nó đốt con lợn thì nó truyền bệnh cho con lợn. Và sau đó thì muỗi nó lại đốt lợn và nó đốt tiếp người thì nó truyền bệnh từ con lợn sang. Bằng mắt thường, muỗi Culex to hơn muỗi thường, chúng sinh sản tại mương máng, đồng ruộng ngập nước. Về đêm, muỗi cái ưa hút máu động vật có xương sống như gia súc, chim và cả người, sau đó bay tản phát đi xa. Ghi nhận tại nhiều gia đình bệnh nhân, thường ở gần cánh đồng và có chuồng nuôi đại gia súc như lợn, họ cũng không biết bị muỗi đốt vào thời điểm nào. Nếu chúng ta có phun thì cũng không thể là phun quanh năm, và chúng ta có thể phun trước cái mùa hè để khi bắt đầu mà chuẩn bị có thể xuất phát những cái ca bệnh đầu tiên. Nhưng mà quan trọng nhất là bây giờ viêm não Nhật Bản B, chúng ta đã có vaccine phòng bệnh, cho nên tốt nhất là dự phòng chủ động bằng tiêm vaccine thì hiệu quả hơn nhiều so với việc mà chúng ta đi phun muỗi. Viêm não Nhật Bản là bệnh do muỗi truyền virus gây bệnh, giống các bệnh nhiễm virus khác do muỗi truyền như sốt xuất huyết Dengue Fever, sốt vàng Yellow Fever. Hiện nay, bệnh viêm não Nhật Bản chưa có thuốc đặc trị, do vậy thường có tỷ lệ tử vong cao hoặc để lại những di chứng nặng nề. Vì vậy, người dân nên nâng cao ý thức phòng bệnh hơn chữa bệnh.